Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng, cùng mười phương Phật con nay phát nguyện rộng, thọ trì sám văn hiện đạo, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bố đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thị văn giao lý phần là Phật tử của ngài thanh sĩ, là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta. Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Là Phật tử xả thân theo Phật, ngài đem lo tự giác giác tha, độ mình và độ người ta, con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Là Phật tử rất yêu nhân loại, lo tìm phương cứu khỏi đau sầu, khổ thân chẳng hoạn chi đâu, miễn cho người được hưởng bầu an vui. Là Phật tử sai mùi đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thu cảnh niết bàn viên trần, khi mãn thân đang hồi quy. Là Phật tử quyết đi bỉ ngàn vai, ném xong gánh nặng hồng trần, dù rằng gian khổ thiên tân, bước chân hành giả chẳng dừng lại đâu. Là Phật tử rõ câu sống thác, không để cho đời gạt lừa mình, trong lòng đầy đủ đức tin, cứu đời là gốc, độ mình là căn. Là Phật tử phải năng tu luyện, tự phàm tâm mà chuyển thánh tâm, dù khi đi đứng ngồi nằm, trong lòng cũng vẫn âm thầm trao tria. Là Phật tử chẳng lìa tâm Phật, mối từ bi thắt chặt nơi lòng, đạo màu quyết được khai thông, chúng sanh quyết cứu khỏi vòng trầm luân. Là Phật tử tinh thần cứng cỏi, không để cho mòn mỏi đức tin, dù cho vạn tướng thiên binh, không ngăn cản nổi lộ trình nhà tu. Là Phật tử dông su chẳng quản,
miễn làm sao cho đặng siêu thân. Đinh ninh có một lời rằng đem thân hiện tại ra ngăn luân hồi. Là Phật tử tuồng đời biết rõ, biết có ngày phải bỏ xác thân. Bởi thân là vật tạm trần, dù ai cũng phải một lần chết đi. Là Phật tử trước khi bỏ xác biết chọn đường cực lạc đi ra. Theo chư Phật chẳng theo ma linh hồn, không để đọa xa diêm phù. Là Phật tử sự tu là dung, tu trong khi lẫn lộn với đời. Gần bùng mà chẳng tanh hôi, tùy phương nhiếp quá cho người cùng tu. Là Phật tử không thù ai cả, thấy ai nguy thì khá giải nguy. Như là một vị lương y, bệnh thì lo trị bất kỳ là ai. Là Phật tử ra tay tế độ, không ngồi lì một chỗ tụng kinh. Tùy theo thời thế nhân tình, để mà độ tử độ sinh cho người. Là Phật tử không lười viết đạo, hắn hay lo đào tạo phước duyên. Gian lao chẳng trách không phiền, quyết làm cho vẹn lòng nguyện từ bi. Là Phật tử bất kỳ quên, là lòng kính yêu tất cả mọi người. Hỏi hàng đôi đáp vui tươi, không làm kiêu cách chẳng lời ngạo khinh. Là Phật tử tánh tình rộng rãi, tha thứ cho kẻ quấy biết chừa. Không vì bưng bở mà ưa, chẳng vì lãnh đạm mà chua lấy hờn. Là Phật tử không nhân ngã tánh, giữ cho tâm bình đẳng thương ngài. Giáo nghèo bất luận là ai, từ bi đối đãi không hai tấm lòng. Mà là Phật tử thì không chấp trước sự vật, không dương mắt nơi tâm. Ở đời mà chẳng nhiễm thâm pháp tu, thường được giữ cầm tự do. Là Phật tử phải to gan mật, dám đương đầu các cuộc hiểm nguy. Trên đường giải thoát cứ đi, quản chỉ ác thú sợ gì phong ba. Là Phật tử mong qua tịnh độ, đi chớ ngồi một chỗ không xong. Phải cần bồi đức lập công, để làm phân bón cho lòng. Nam mô là Phật tử bao giờ cũng tình, không để cho bị cảnh rối loạn. Di Đà thường niệm bên trong, dù rằng đáng bận lắm công việc gì, là Phật tử sự chi cũng xét.
tranh lỗi sanh trong việc bất ngờ. Dù trong cảnh tớ vò tớ cũng suy kỳ, chẳng để sơ hở lòng. Là Phật tử nói dòng dõi Phật, thang liên đài từ nấc bước lên. Quyết lo ân trả nghĩa đền, di dầu nguy hiểm gặp gần giường bao. Là Phật tử trước sau ngăn đỡ, như tướng binh đang ở trận tiền. Hỡ hình thì rất sung yên, lúc nào kẻ địch cũng kiền bên chân. Là Phật tử tinh thần quả cam, lòng đã nguyện thì chẳng đổi thay. Trên đường đi đến Phật đài, dung gươm trí huệ giải dây hồng trần. Là Phật tử bước chân sắt đá, đạp sân lên tất cả gai trong. Tìm về cực lạc một lòng, mặc dù cách trở núi sông muôn trùng. Là Phật tử chí hùng sẵn có, quyết xông pha đầy đó cứu đời. Xa bao bùng trình tả tới, huệ dân phước chúng trọn đời hiến thân. Là Phật tử sống gần ba tánh, giải bảo cho đức hạnh hiền từ. Làm tròn trách nhiệm nhà sư, đổ người thí chủ cứu người đàn na. Là Phật tử phải hòa đại chúng, tùy theo người mà dũng lời khuyên. Khiến cho ai cũng quá hiền, chung quy đều nói sâu duyên Phật đài. Là Phật tử phải khai tâm trí, để biết rành đâu ngụy đâu chân. Đáng làm gì hướng đạo nhân, giúp người khỏi lạc giúp thân khỏi lầm. Là Phật tử chủ tâm làm gốc, vừa dạy người vừa học nơi người. Tuy rằng tiếp xúc mọi nơi, nhưng lòng không để cho đời dắt đi. Là Phật tử khác chi dòng nước, đường dài ngay chịu được dễ dàng. Miệng là tới biển mênh mang, miệng là những thâm ruộng làng khắp nơi. Là Phật tử biết người biết cảnh, giống từ bi khéo tính cho vừa. Khi dùng tưới lúc cây mưa, giúp cây xanh trái giúp mùa nở bông. Là Phật tử bóng hồng chẳng phi, từ bình sanh đến quỷ sát thân. Tu thân độ chúng không ngần ngày, giờ biết quý cho phần quá duyên. Là Phật tử cố truyền Phật pháp, chẳng sợ ai kích bác dậy bừa. Những điều phàm thánh cứ thưa, người đời dù có ghét ưa mắt tình. Là Phật tử đinh ninh việc Phật, mặc dù thân còn mất chẳng nao. Miệng là giúp khách trần lão, được hồi hướng thiện được vào Phật môn. Là Phật tử bảo tồn đạo đức
không để cho vật chất cuốn lôi. Gặp khi đạo đức suy đồi, quyết tìm đủ cách phục hồi cho hưng, là Phật tử hiến thân cho đạo. Đạo là đường cải tạo nhân sanh, khiến người bỏ dữ theo lành, từ mê si được trở thành giác minh. Là Phật tử đem mình làm nghĩa, lòng thương người như thể thương thân, không làm ít kỷ hại nhân, chỉ làm những việc phước duyên cho đời, là Phật tử không rời tâm đức. Chẳng bao giờ làm ác với ai, dù người tà dại đắng cay, cũng là đôi đại thẳng ngay ngọt ngào. Là Phật tử dồi trao đạo hành, không để cho tâm tánh lu mờ, tìm cho thấy mỗi quyền cơ, để không còn rối đường tơ hồng trần. Là Phật tử tự thân cõi mở, mặc dù ai muốn dơ đeo vào, như nguồn nước chảy thao thao, không ai có thể làm sao cho ngừng. Là Phật tử ở trần chẳng mến, biết rõ điều rủ quên của đời, biết đời là thối lạ lời, biết đời là thứ làm người mê si. Là Phật tử biết tri biết dùng, đem thân phàm dùng đúng chỗ nơi, hình hài như mọi người đời, nhưng trong tâm trí là người siêu nhân. Là Phật tử biết cân nhắc kỹ, đâu dài lâu đâu chỉ nhất thời, vui nay để khổ ngày mới, ấy là điều đáng khuyên người tránh xa. Là Phật tử muốn hòa thiên hạ, muốn cho ai cũng hóa ra hiền, nó lành vui vẻ bình yên, khiến cho đời sống não phiền bớt đi. Là Phật tử khổ chi của thế, khi nhìn vào lòng thể kim châm, thương người với mỗi từ tâm, khổ đau chi cũng muốn tầm cứu ra. Là Phật tử lòng xa việc thế, nhưng đem thân sống kế mọi người, giúp cho người được vui tươi, giúp cho người được biết mùi Phật gia. Là Phật tử thật thà chân chất, không dối mình chẳng gạt lừa ai, việc làm lời nói thẳng ngay, gìn câu đạo đức thường ngày sanh cư. Là Phật tử nhân từ một mực, ác không làm dù ác nhỏ nhen, việc làm nhân đức đua chen, dù ai đem giả ghét ghen mặt tình. Là Phật tử lòng tin nhân hòa, hễ làm hung bị trả lại hung, nghiệp theo người đến cuối cùng, người giàu sức mạnh như hầm khó ngăn. Là Phật tử trầm thắng biết rõ,
nên quyết lòng tìm ngõ siêu sanh. Ngày đêm lo việc tu hành, lo làm việc phước việc lành cho dân là Phật tử. Tu thân gìn đạo sự vẹn câu, ngay thảo làm người cho duyên nhà Phật thêm tươi, cho hương nhà Phật thêm mùi thơm xa. Là Phật tử phải là có hành, làm gương cho ba tánh soi chung. Đạo thì có hạnh đi cùng hạnh, không thì đạo chẳng dùng vào đâu. Là Phật tử phải cầu tỏ ngộ, hết vô minh thấy rõ bốn tâm. Không còn sót lọt mê lầm, hoàn toàn đạt mối quyền thâm tròn đầy. Là Phật tử không gây nghiệp chướng, chẳng để cho lòng vướng hồng trần. Lấy điều chánh đáng nuôi thân, thân làm xe cổ cho phần chân linh. Là Phật tử tự mình trị lấy, không đợi người khác thấy mới răng thoái hư lo việc. Tận căn để cho đạo hạnh ngày hằng thêm cao. Là Phật tử gian lao chẳng hoàn, miệng tu hành cho đặng viên dung. Cứ đi một mạch đến cùng, không hề khi thẳng khi dùng công tâm. Là Phật tử tình thâm sanh chúng, thấy khổ ai lòng cũng xót thương. Sẵn sàng tìm đủ mọi phương để làm cho kẻ khỏi đường khổ lao. Là Phật tử dồi vào bác ai, nhìn nơi người bằng cái thiện tâm. Thấy ai còn khổ còn lầm, liền ra tay cứu không tâm ngại ngần. Là Phật tử dĩ ân bao oan, không nỡ gây khổ nạn cho ai. Cũng là tránh quả ngày mai ở trần, mà chẳng tạo gây nghiệp trần. Là Phật tử lòng nhân tở biển, không từ nan trước chuyện đổ đời. Đổ đời đến chung đến nơi, lòng nhân chẳng lúc nào rời trong tâm. Là Phật tử chẳng ham của thế, chỉ ham điều cứu tế nhân gian. Từ bi tình ấy một đàn vui, đem phú quý sắc sáng cho người. Là Phật tử nói cười nhã nhặn, mặt vui tươi lòng đặng ôn hòa. Dù người đôi đại xấu xa, cũng đem tốt đẹp đáp ra cho người. Là Phật tử đổ đời chẳng chán, nay chưa xong thì ráng mai xong. Đổ đời cho được toại lầm, nếu chưa mạn nguyện quyết không yên ngồi. Là Phật tử luân hồi biết rõ, dạch cho đời thấy ngõ siêu thanh. Biển trần để hết trôi lăn, cho hồn thoát tục cho thân thanh nhàn. Là Phật tử cầu an sanh chúng, muôn thế gian đâu cũng thanh bình.
nơi nào cũng được an ninh, nơi nào cũng được có tình yêu nhau. Là Phật tử trần lao quyết phá, giúp cho đời thông thả an vui. Người không làm khổ cho người, cùng vui đạo đức cùng vui công bằng. Là Phật tử càng tăng đức độ, chẳng phiền ai chẳng có giận ai. Dù rằng người có gắt gai cũng là sẵn dạ ra tay cứu người. Là Phật tử không vui riêng hưởng, muốn cho ai cũng sướng vui chung. Vui câu đạo Pháp vô cùng, con đường giải thoát muốn đồng được vui. Là Phật tử chán mùi tục lụy, ôm một lòng trực chỉ Tây Phương. Muốn cho người cõi trần dương cầu sanh tịnh độ, mở đường thoát ly. Là Phật tử hành trì Phật Pháp, cảnh lạc ban quyết lập cho đời. Không còn nái hiệp mai rời, không còn kẻ khổ còn người thì vui. Là Phật tử độ người thật sự, độ sanh và độ tử cả hai. Độ vui đời sống hằng ngày, độ sau khi chết liền đài được lên. Là Phật tử não phiền bỏ cả, gặp trái ngang lòng dạ như thường. Tu hành một mực chủ trương từ bi, cứ dẫn một đường thi đi. Là Phật tử chẳng kỳ ai cả, hữu sự thì sẵn giả giúp cho. Vì câu đạo nghĩa mà lo, không vì quyền lợi riêng cho phận mình. Là Phật tử hữu tình với thế, không thể ngờ trước kẻ khốn nạn. Thấy nguy thì quyết cứu an, thấy cần nên độ thì toán độ liền. Là Phật tử Phật duyên gieo khắp, bằng mọi phương thích hợp nhân sanh. Giúp cho người được an lành xác, thân no ấm hồn linh nhẹ nhàng. Là Phật tử chỉ đàn về Phật, giúp người đời khỏi lạc đường ma. Đường ma người bị lạc qua, tìm phương giúp họ nhớ ra Phật đường. Là Phật tử treo gương từ thiện, từ chuyện to đến chuyện nhỏ nhen. Không bao giờ để ô quen, giúp cho ba tánh đua chen học đòi. Là Phật tử đuốc soi thiên hà, chính mình lo đạo quả cao siêu. Ngó sen cảnh Phật chiều, mùi hương cảnh Phật sớm chiều xông ra. Là Phật tử làm ra hoặc nói, hộp đạo màu ít lợi nhân sanh. Làm cho người được phước lành, nói cho người được tu hành hiền lương. Là Phật tử phải thương tất cả người hiền lành hoặc kẻ hung hăng. Tùy phương qua đổ cho bằng, dắt dìu tất cả không đành bỏ ai. Là Phật tử dẻo dai tâm trí,
Độ thế gian chẳng nghĩ vắng dài, độ nay không được thì mai, độ mai không được thì ngày mốt kia. Là Phật tử không lìa bổn nguyện, vừa tu vừa lo chuyện độ đời. Cô làm cho vẹn đôi nơi, chẳng bao giờ để bỏ rơi phần nào. Là Phật tử thượng cầu hạ hoa, cốt làm cho đạo quả viên dung. Con đường Bồ Tát chỉ trung, trên thì cầu đạo, dưới tùng độ nhân. Là Phật tử giả chân biết đủ, độ thế gian bằng chủ tâm thần. Nhiều khi vì quyển độ chân, mà không bị quyển làm thân tâm cuồng. Là Phật tử con đường đã định, gió bụi đời khó phỉnh được lòng. Khi thì đi thẳng đi vòng, dẫn về đến chốn chớ không lạc đường. Là Phật tử xiển dương Phật Pháp, trong rừng mê luôn thắp đuốc từ, cho đời thấy rõ thật hư lãnh ra, cho khỏi kiếp người trầm luân. Là Phật tử biết nhân duyên rõ, vạn vật đều do đó cấu thành. Thường đem ví dụ chứng minh, để cho người hiểu việc sanh thế nào. Là Phật tử ví vào nhiều thứ, khiến cho người thật sự hiểu ra. Không cần lòng hết mê xa, lo tu để có vượt ra khỏi trần. Là Phật tử cứu dân lập thể, khắp đó đây đuốc huệ xoay đường. Mắt tình các bụi phong sương, không bao giờ giảm tình thương người đã ở đâu. Là Phật tử đất trời so chi, độ chúng sanh không chỉ một nơi, mà là độ khắp bầu trời. Lòng không câu chấp là người ở đâu. Là Phật tử theo câu Phật chỉ, cố thực hành như ý Phật khuyên. Tu cho ba tánh cùng thiền, chớ không tu để thành riêng một mình. Là Phật tử trời thanh một sắc, dù khói mây bổn chất không phai. Phủ che vạn vật muôn loài, cổ kim dân một chẳng thay đổi màu. Phật tử đề cao ý chí, trong lòng luôn lấy ly thắng tình. Cho nên có thể chuyển mình, từ vòng hắc ám ra minh quang đường. Là Phật tử thượng thường tâm chủ, ngoại trần không thể dụ bất ngờ. Nói làm hộp với căn cơ, lòng không mà chẳng hở sơ trong lòng. Là Phật tử tận trong tâm Phật, không hề làm đạo đức bề ngoài. Tu cho giải kiếp cần ai, chứ không tu để chứng bài người xem. Là Phật tử chê khen cùng mặt, cứ một lòng phụng Phật độ nhân. Miệng là khỏi bến mê tân, tiếng đời này nó biện phân chẳng màng. Là Phật tử theo đàn Phật về,
đông cùng đi, quạnh quẻ cùng đi, quyết về đến cõi từ bi, ai lôi không bỏ, ai trì không buông. Là Phật tử việc xuống hoặc rối, vẫn cẩn tâm tìm mối để phân. Luôn vui sắc mặt nhà tăng, mặc dù cảnh huống khó khăn bực nào. Là Phật tử lên cao xuống thấp, nhưng trong tâm một mực thăng bằng. Ở nơi nhà lá một căn, cũng như ở chốn trăm tầng lầu cao, là Phật tử nhắm vào căn tâm. Chớ không xem ở cảnh bề ngoài, đến vào lòng chẳng mê say. Đến nghèo lòng chẳng cũng không lai chán buồn, là Phật tử khi vuông vuông đằng. Khi gặp tròn tròn trắng như khuôn, tuy hình thức có tròn vuông, nhưng tâm hồn chỉ một đường từ bi, là Phật tử xét suy chu đạo. Khi viết đời viết đạo đến mình, không vì việc nhỏ mà khinh, chẳng vì việc lớn mà kinh hãi lòng, là Phật tử biết xong mới tin. Tin rồi thì nhất định lo hành, hành cho toại nguyện của mình, ví dụ cần phải hy sinh cách nào. Là Phật tử dồi trao chẳng ngớt, không để cho giảm bớt công tu. Dù cho tỏ ngộ đạo màu, cũng là tiếp tục dồi trao như thường. Là Phật tử biết phương Phật rồng, pháp Phật màu nhiễm chẳng thể đo. Càng tu càng thấy đạo to, thế nên không thể tự cho cao cường. Là Phật tử biết nhường biết nhìn, chẳng làm theo tập tánh hàm hồ. Tránh điều hậu quả tục thô, cho mình và cũng để cho mọi người, là Phật tử không cười kẻ quấy. Chỉ xót thương và lấy lời khuyên, khiến cho bỏ dữ làm hiền, từ phường tục tử đổi thiền đạo nhân. Là Phật tử thua hơn chẳng nghĩ, chỉ nghĩ là chân lý hay không. Lúc nào cũng lấy lẽ công, chớ không ý sức và không ý tài. Là Phật tử thẳng ngay ngôn hành, không binh ai cũng chẳng bỏ ai. Công thì cô uống cho ngay, ngay thì săn sóc khỏi ngài đổi công. Là Phật tử nói không sợ ghét, biện minh cho rõ việc chánh tà. Để cho người được hiểu ra mặt tình, người ghét hay là người thương. Là Phật tử trên đường Phật Pháp, vì độ dân đủ cách biến quyền. Cốt làm cho hộp cơ duyên, để người hướng Phật Pháp nguyện quy y. Là Phật tử duy trì đạo Phật, giúp chúng sanh khỏi cuộc luân trầm. Dùng nhiều hình thức
phương châm, chứ không cố chấp cách làm một phương, là Phật tử như lương y giỏi. Tùy chứng cho thuốc khỏi bệnh căn, đạo màu tùy kẻ dạy răng, khiến người tỉnh ngộ ăn năn tu hành. Là Phật tử biết danh hay chẳng, cũng không màng miệng đặng cứu dân. Cứu dân như thể cứu thân, dân cùng vốn là chân thể đồng. Là Phật tử lòng không ích kỷ, mà việc chi cũng nghĩ đến người, khiến cho đồng được vui tươi về bề vật chất hoặc nơi tinh thần. Là Phật tử gìn thân khẩu ý, không để cho nghiệp quỷ sanh ra. Nếu còn thấy phạm điều tà khó khăn mấy, cũng ráng mà trừ xong. Là Phật tử đầy lòng cương quyết, không rụt rè trước việc đáng làm. Khi làm thì phải làm kham, chứ không để việc làm nham nữa chừng. Là Phật tử không xưng tài can, cũng chẳng khoe hình dáng bề ngoài, khiêm nhường với tất cả ai, mặc dù thật sự giỏi hay hơn người. Là Phật tử ban vui cứu khổ, bất luận làm việc nhỏ hay to, giúp cho ba tánh được nhờ, là hoan hỷ nhất trong giờ phút tu. Là Phật tử chẳng mù sự vật, và cũng không ngây ngất trong lòng. Trong ngoài đều phải hiểu thông, ngoài không thể ám mà trong chẳng mờ. Là Phật tử kiến cơ nhi tác, việc của mình như việc của người, cho tâm cho cảnh đều xuôi, khiến đời hết khổ khiến vui đảo màu. Là Phật tử mình châu giam sanh, chỗ tối tâm thì sáng chói ra. Dù cho nước đục lâu xa, để vào nước cũng hóa ra trong ngần. Là Phật tử chủ nhân sự vật, sự vật không chủ được lòng mình. Đâu là sự nhục sự dính, đâu là đường tử đường sinh mình cầm. Là Phật tử bổn tâm thường trụ, tả không lai mà hữu không nghiêng. Có trận dầu thối muôn thiên, cũng không rung động núi thiền định tâm. Là Phật tử không xâm phạm kẻ, mà cũng không muốn để ai xâm. Muốn cho ai cũng công tâm, muốn cho ai chẳng nỡ làm hại ai. Là Phật tử nghĩ ngay quả báo, thường tránh xa nghiệp tạo bất lành. Sạch trong nghèo khổ cũng đành, hơn giàu nhớ bận chịu hành phạt sao. Là Phật tử nhìn vào thế sự, nhận biết ngay là thứ cạnh tranh. Nào tình nào lợi nào danh, nhưng không ai được trường sanh bao giờ. Là Phật tử rõ bờ sanh tử, vạn vật đồng một thứ vô thường. Lâu mau rồi cũng tan thương,
mặc dù người có cự đương cách nào, là Phật tử mở rào sông thác cho chúng sanh đều được tự do. Sanh già bệnh chết đói nó không còn quyền bính trong lò thế gian. Là Phật tử đường sang Phật quốc, quyết một lòng dìu dắt người đi, để cho hết nghiệp mê si khỏi dòng sanh tử hợp lý cảnh trần. Là Phật tử độ dân không chán, dân nhiều màu mình dân một tình, xem ai ai cũng nhân sinh, người nào cũng trọng chẳng khinh người nào. Là Phật tử lòng giàu bác ai, yêu người đời bằng cái chân tâm. Dạch đường mở ngõ cao thâm, giúp người khỏi cảnh mê lầm khổ đau. Là Phật tử lúc nào cũng độ, bằng cách này cách nọ đủ phương, nhìn đời chỉ một tình thương độ cho sông thác khỏi dương nghiệp đài. Là Phật tử không thay đổi chỉ, dù cho thân lao ly cách nào, chỉ làm cho chí thêm cao, không bao giờ để cho nao núng lòng. Mà là Phật tử được không tự đắc, mất cũng không bực tức não phiền, được hay mất cũng thản nhiên thân, trầm cuộc thế khó điên đảo lòng. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Thi văn giáo lý phần là Phật tử của ngài Thanh Sĩ. Lại nữa, ta Phật tử ở trong trần thế, vừa tu thân vừa tế độ người ta, xong hữu đột giữa đời dễ sao xuyến giả dễ rơi bất ngờ. Là Phật tử bao giờ cũng tình, không để mê trước cảnh tình nào. Biết rằng các nghiệp trần lao bởi lòng không tình mới đào tạo ra. Là Phật tử đi qua tất cả, nhưng mà không bận dạ nơi đâu. Ví như gió khắp quảng cầu, không hề bị một chỗ nào cầm chân. Là Phật tử biết trần như mộng, cho nên không tham vọng sự trần. Mắt tai mũi lưỡi ý thân đối trần, mà chẳng bị trần làm mê. Là Phật tử lo bề giải thoát, quyết tu cho hết mắt nở đời. Niết bàn chưa được đến nơi, con thuyền đại đạo không ngơi mái chèo. Là Phật tử làm theo như Phật,
Nào đại hùng, đại lực, đại bi, những điều ngôn ngữ hành vi lợi cho ba tánh chẳng gì lợi riêng. Là Phật tử biết kiên tội ác, theo giới răng nhà Phật dạy ra. Dù ai cam dỗ đường tà, lòng mình cố giữ đúng nhà chân tu. Là Phật tử thấy lu đúc Phật, cương quyết lo tìm cách khéo lên, không hề nín lặng ngồi yên. Phật đài bụi đóng cửa thiền nhện văn. Là Phật tử lòng hằng nhớ Phật, như đứa con thất lạc mẹ cha. Lúc nào cũng nhớ tưởng ra, muốn cho sớm gặp mới là ưng tâm. Là Phật tử âm thầm tưởng Phật, không nói ra chẳng phúc nào quên. Mỗi khi quấy khởi lên, tự mình cảm thấy rất nên thẹn thùa. Là Phật tử ở chùa hay chẳng, sự tu hành cũng vẫn như nhau. Vô vi chớ chẳng màu Phật, đâu cũng có chỗ nào là không. Là Phật tử biết lòng có Phật, cho nên không cố chấp bề ngoài. Cố làm tâm Phật được khai, ấy là cần nhất của bài quy y. Là Phật tử nguyện ly thoát tục, lóng lặng tâm hết đục quá trong. Để cho đạo Pháp viên thông, ngoài không quay ngại, trong không não phiền. Là Phật tử không điên đảo tâm, vững vàng như là đánh núi to. Đạo đời dù phải toan lo, nhưng mà không để làm cho rối lòng. Là Phật tử chữ không là dùng, nhưng phải tùy tiện sống như người. Sống đời mà chẳng mê đời, chỉ là phải sống để xoay đuốc từ. Là Phật tử phải trừ vọng chấp, ở trong tâm hay vật ở ngoài, để cho đúng Pháp Như Lai hoàn toàn, không bị mãi mãi buộc ràng. Là Phật tử thế gian chẳng mến, nhưng tình thương ba tánh vô cùng. Dù người đối đãi dữ hung, cũng đem thiện đức cũng dung thứ người. Là Phật tử trọn đời phụng Phật, dù cho thân còn mất không nao. Xưa kia Phật đã dạy sao, bây giờ mình phải dội cao như lời. Là Phật tử khuyên đời bỏ dư, chung nhau lo làm sự hiền lành. Để cùng hướng cảnh bình thanh, để cho đời sống no lành như nhau. Là Phật tử chuyển giao lời Phật, cho người trên quả đất đều nghe. Biết đường tội phước để dè, biết đời là khổ để mà thoát ly. Là Phật tử mê si quyết dài, cho mình cho cả thảy nhân sanh. Thế nên quyết chí tu hành, để cho đắc
đạo hoàn thành từ bi. Là Phật tử không vì ích kỷ, mà vì ý chí đại đồng. Giúp người chẳng có nề công, độ người chẳng phải vì mong trả đền. Là Phật tử làm nên thiện sự, vui thu hơn là thu vàng rồng. Nhưng mà lặng lẽ bên trong, không bao giờ có tấm lòng khoe khoang. Là Phật tử nhẹ nhàng thái độ, tượng trưng người dẫn lộ Tây Phương. Ngôn từ thay thế lửa hương, để cho ba tánh thập phương ấm lòng. Là Phật tử cảm thông dân chúng, tùy mỗi người mà dụng mỗi phương. Khiến cho đời đạo thích đương, ngõ hầu tránh việc buồm trương ngược chiều. Là Phật tử dắt diều ba tánh, dù phải đương đầu cảnh thế nào, tâm hồn trước cũng như sau, vẫn lo diều dắt người vào đường tu. Là Phật tử rõ phù sanh kiếp, khổ hay vui bởi nghiệp sanh ra. Ấy là định mạng người ta đều như thế cả, là riêng ai là Phật tử. Biết ngày qua chông, đời sống con người cũng rất mau. Thế mà đầy sự khổ đau, nên lo cứu độ cách nào cho nhanh. Là Phật tử ngôn hành như một, đã nguyện tu thì thật chi tu. Lo làm phước đức công phu, như lời đã hứa như câu đã truyền. Là Phật tử tâm điền khai thác, gieo giống nhà Bồ Tát Đại Bi. Ngõ hầu nuôi dưỡng Phật nhi, khỏi dòng khổ não khỏi si mê đời. Là Phật tử biết nơi siêu đọa, lo mình siêu giúp cả người siêu. Siêu là cảnh giới tiêu diêu, đọa là cảnh giới đủ điều tanh hôi. Là Phật tử luân hồi lo dứt, không để cho bị rớt sáu đường. Sáu đường đầy dãy thê lương, cuối cùng ai cũng thịt xương ra rời. Là Phật tử gọi đời thức tỉnh, chớ đầy mê nơi cảnh hồng trần. Người không thể giữ được thân, huống là vật khác thì đừng hồng chi. Là Phật tử khuyên đi về Phật, thật an vui và thật lâu bền. Không còn bị kiếp xuống lên, tự do trên cái tòa sen thanh bình. Là Phật tử đinh ninh giải thoát, giải thoát ngay thân lúc sanh, tiền khứ lai đều được tự nhiên. Ở trần nhưng đang ngồi trên niết bàn, là Phật tử lo ban bố đức. Nhưng mà lòng đã dứt ngã nhân, cho nên mọi cảnh quanh thân oán không thể buộc mà ân chẳng ràng. Là Phật tử không mang danh vọng,
sự đời không hề đóng lòng tham. Tu là để giải nghiệp phàm, chứ không đông để mà làm giàu sang. Là Phật tử không than tu khó, chỉ trách mình thiếu cố gắng tâm. Muốn cho đất đạo quyền thâm, tu hành dù khó cũng làm cho nên. Là Phật tử đáp đền hiếu thảo, không những là cơm áo mà thôi, mà còn đem đạo siêu vời độ cho cha mẹ được ngồi tòa sen. Là Phật tử lo rèn đạo lý, phương tiện đền đáp tự trọng ân. Linh hồn với cả xác thân vẹn tròn hơn nghĩa người trần hiểu ra. Là Phật tử thấy xa hậu hòa, biết đời người như đóa phù vân. Hộp tan là cánh hồng trần, nên lo giải thoát cho đừng hộp tan. Là Phật tử lần tràn chuỗi hột, không phải là niệm Phật riêng mình, niệm gồm cho cả chúng sanh. Nên trong khi niệm đây tình thiết tha, là Phật tử gần xa độ hết, chẳng độ riêng thân thiết của mình. Nhiều khi vì cả chúng sanh vui hy sinh cả gia đình vợ con. Là Phật tử chết còn nhớ nguyện, độ chúng sanh khỏi biển trầm luân. Sẵn sàng chuyển kiếp qua thân để mà cứu khách hồng trần thoát ly. Là Phật tử từ bi trước hết, đối với ai cũng quyết độ cho. Phân minh thiện ác để lo vạch đường tội phước để dò đi theo. Là Phật tử thường gieo thiện cảm, hung trở hiền hiền đánh hiền thêm. Thấm nhuần bằng cách lặng êm, giúp cho người được trở nên tu hành. Là Phật tử làm lành là gốc, lành cho mình lành hết mọi người. Nghiệp thân nghiệp ý nghiệp lời, không cho tạo tác ra mười thứ hung. Là Phật tử lòng trung với Phật, tu hành cho đến phút cuối cùng. Từ bi hữu thị hữu chung, sâu bồ đề chẳng ném tung giữa đường. Là Phật tử cúng dường cho Phật, chẳng phải riêng lễ vật qua hương. Đến như thân mạng cũng là sẵn sàng hiến cả cho nhà từ bi. Là Phật tử trong khi nghe Pháp, vui mừng hơn là gặp giảng rồng. Pháp màu cứu khỏi lâm đông vàng, dòng chẳng giúp khỏi dòng trần ai. Là Phật tử dồi mài kinh kệ, kinh kệ là chỉ vẽ đường đi. Muốn đi đúng hướng từ bi, những lời kinh kệ thường ghi chạm lòng. Là Phật tử cầu thông kinh nghĩa, kinh kệ không phải để đọc suông. Đọc kinh mà nghĩa không tường khác nào con két nhảy luôn tiếng người. Là Phật tử tin nơi Phật thanh,
nhưng mà không mê tín dị đoan. Nếu không minh bạch con đàn, dù linh nghiệm mấy cũng dán ra ngoài là Phật tử rất sai xưa đầu, sai xưa nơi chánh giáo mà thôi. Không sai xưa các sự đời, vì rằng đời chẳng giúp người thoát ly. Là Phật tử thật vì giải thoát, giải thoát cho hồn xác hiện nay, và còn giải thoát tương lai cho không bị nghiệp đầu thai sáu đường. Là Phật tử chẳng vương ác nghiệp, vì thấy rằng nó rất hiểm nguy. Nay người có trốn khỏi đi, sau này cũng bị nó trì lôi ra. Là Phật tử thấy ta bà khổ, không một ai lọt sổ vô thường. Do nơi nghiệp trước đã vương nên nay chịu kiếp thịt xương tạm trần. Là Phật tử biết thân trượt già, không vì thân tạo quá khổ sao, mà là mượn xác trần lao tu cho hết bị sanh vào cõi mê. Là Phật tử quyết kề bến giác, bằng cách tu thân xác tại trần phàm thân quyết đổi Phật thân. Như xưa Đức Thích Ca Tôn đã làm, là Phật tử cho kham chí nguyện. Tất nhiên là toàn thiện đường tu, xác phàm mà chẳng phàm phu, Tây Phương ký hiệu Diêm Phù rút tên. Là Phật tử muốn nên đạo cả, chịu khó tu chẳng giả trách than. Sự tu nếu để dở dang cứu mình, không được khó toan cứu người. Là Phật tử biết đời sông ngăn, biết Phật môn khó đặng bước vào, cho nên tu niệm cần lao những điều công đức mau mau lo làm. Là Phật tử không cam chịu đọa, nên mới đành chịu khổ hạnh tu. Khổ mà được khỏi phàm phu hơn, vui mà chịu cảnh tù trần gian. Là Phật tử khai đàn tịnh độ, đưa người về tới chỗ thanh nhàn. Không còn sống kiếp gian nan, không còn thấy cảnh khổ khăn cảm tình. Là Phật tử hòa bình yêu nhất, nên luôn luôn dục thúc người hiền. Muốn ai ai lúc sanh tiền, cũng đều hạnh phúc bình yên vui vầy. Là Phật tử lo gây thảo thuận, từ gia đình đến tận quốc dân. Người đều tương trợ tương thân, không phân giai cấp chẳng phân nghèo giàu. Là Phật tử nhìn vào sanh chúng, thấy ai ai đều cũng như mình. Người nào cũng có tánh linh, nên ai cũng có thể thành Phật tiên. Là Phật tử Phật duyên thì râm, còn ma duyên thì chẳng hề gieo. Phật duyên sẽ khỏi hiểm nghèo, ma duyên tất bị đùm đeo tai nạn.
là Phật tử rộng đàn nhân thiện, từ người gần cho đến kẻ xa, đều nhân lẽ thiện giúp ra thương người, cũng thể như là thương thân, là Phật tử lo hưng chánh đạo. Phước huệ cho người tạo không ngừng, không điên phước huệ xác thân, mà gồm cả phước huệ chân linh hồn. Là Phật tử ngục môn dẹp gác, cửa Tây Phương Cực Lạc mở ra, ban vui cho khắp muôn nhà, cứu an cho cả người ta khổ sầu. Là Phật tử nhớ câu Phật chỉ, quyết hành theo như ý Phật truyền, ba đời nghiệp báo tương liên, thuyền thiện duyên thì tạo, ác duyên thì đừng. Là Phật tử lửa sân vừa phát, nước ma ha liền tạc đến ngay, trong chừng không hở phút giây, rừng thiền chẳng để hiếu cây bồ đề. Là Phật tử theo lệ luật đạo, không để cho siêu xảo đường tu, lo bề khai tri phá ngu, phước duyên lo tích công phu lo bồi. Là Phật tử không thôi việc Phật, Phật là nhà cứu vớt chúng sanh, Phật là trọn sáng trọn lành, Phật đem hạnh phúc hòa bình thế gian. Là Phật tử mở mang thiên hạ, ra khỏi dòng cương tỏa phàm phu, tâm hồn chẳng để mờ lũ, lợi danh chẳng để làm ngu cuộc đời. Là Phật tử cho người vui vẻ, chớ chẳng gây buồn tẻ cho ai, vui nay còn được vui mai, từ vui ngắn ngủi đến dài lâu vui. Là Phật tử ngược xuôi đều tiên, khó dễ không thể biến đổi lòng, tu hành cố gắng lo xong đạo màu, nhất quyết cho thông tốt cùng. Là Phật tử thủy chung Phật tử, đạo lo tu Phật sự lo hành, trọn đời lánh trước tìm thanh, cứu mình độ thế là danh cửa thiền. Là Phật tử sơn xuyên chẳng ngày, khách hữu tình thì lại tận nơi, dù người nghèo khổ ta tơi, cũng vui lấy đạo siêu vời chỉ cho. Là Phật tử như đò đưa khách, muốn qua sông thì rước đưa ngay, mặc dù khách ấy là ai, đò mình cũng vẫn vui gây mái chèo. Là Phật tử thấy bèo bọt kiếp, mới rất xót thương cho nghiệp đời người, chỉ cho cách sống an vui, bảo cho biết cảnh tốt tươi mà tìm. Là Phật tử trang nghiêm đạo hành, nhưng không ngờ trước cảnh khổ đau, thấy đau khổ phải cứu mau, ấy là phận sự kẻ vào Phật môn. Là Phật tử tâm hồn như Phật, vì chúng sanh mà dứt đời tư, tìm ra đạo pháp
chân như, cho sanh chung biết cách trừ nghiệp mê. Là Phật tử xứ quê tại Phật, ở thế gian là cuộc lữ hành. Cảnh không quyến rũ được tình lòng người du khách, dẫn đinh ninh về là Phật tử biết mê là khổ. Mê vốn là cái ổ lạc lầm, cho nên chẳng để mê tâm giữ cho tư tưởng việc làm tỉnh luôn. Là Phật tử chẳng còn tin tưởng, tin tưởng sau khi lượng xét rành, thấy rằng chân chánh cao thanh hoàn toàn cứu vớt chúng sanh đắm chìm, mà là Phật tử trọn niềm với Phật, đem hết ra tài sức độ dân quảng chỉ mưa nắng tạo tầng miễn cho người được hưởng chân phước màu. Là Phật tử khẩn cầu Đức Phật, chẳng cầu riêng ban phúc cho mình, mà cầu phúc cả chúng sinh. Chúng sinh không có thì mình cũng không, là Phật tử đầy lòng quán ai. Thương mọi người chẳng phải thương riêng, mình yên thì giúp người yên, mình thiền Phật giúp người thiền Phật theo. Là Phật tử không kêu cỏ tanh, từ cảnh trần đến cảnh Tây Phương. Cảnh trần thì rộng tình thương, cảnh Tây Phương mở rộng đường độ tha, là Phật tử gần xa thương hết. Xem người như thân thiết ruột rà, cho nên chẳng nghĩ riêng ta mà là thường nghĩ suy ra đến người. Là Phật tử đạo vui học hỏi, phước đức vui tìm tội lo làm. Giàu sang danh vọng chẳng ham, chỉ ham nhập thánh siêu phàm mà thôi. Là Phật tử luân hồi lo tránh, bởi luân hồi là cảnh tang thương. Ví dụ là bậc đế vương có ngày cũng chết không phương sống hoài, là Phật tử cõi này biết già. Giả sử đời giả cả xác thân, cuối cùng vật tán người phân như xương, ngọn cỏ như vần mây bay. Là Phật tử trần ai khó gạt, biết trần ai là giấc chiêm bao, thấy vui mà chẳng vui nào, người càng lưu luyến càng đau khổ nhiều. Là Phật tử không chịu dục vọng, chẳng để cho tâm động bất lành, ở nơi uế trước mà thanh cảnh, tuy hung dữ mà lành được tâm. Là Phật tử đạo chấm sâu gốc, gió mưa đời khó tróc khó nghiêng, đúng kỳ hoa nở quả liền, mặc dù trong cảnh đau điên hồng trần. Là Phật tử chi chân, tùy thân phàm mà tánh chẳng phàm, cho nên những việc muốn ham hoàn toàn khác hẳn lòng tham của người. Là Phật tử nói cười điềm đạm, không bao giờ có dáng kiêu căng,
giữ gìn phẩm hạnh nhà tăng cao dồi tánh nết. Kẻ chân tu hành là Phật tử phước sanh tội diệt, khác hơn đời phước tiệt tội sanh. Phước sanh cho đến trọn lành, tội trừ cho đến một manh không còn. Là Phật tử làm con có hiếu, làm mẹ cha tiêu biểu hiền nhân. Vợ chồng thì vẹn ái ân, anh em thì vẹn cán cân nghĩa tình. Là Phật tử cùng tin cậy lần, chẳng đem lòng bội phản giữa nhau. Lòng tin cậy rất quý cao, được tin cậy tất được mau công thành. Là Phật tử không ganh tài đức, người hơn mình thì rất kính yêu, mình hơn người chẳng hề kêu, thấy ai còn kém thì dìu dắt lên. Là Phật tử tiến trên công ích, thích việc chung hơn thích việc riêng. Việc chung thường đặt ưu tiên, cho nên chẳng lấy việc riêng hiếp người. Là Phật tử thân vui cho đào, chớ không vui cho ảo mộng đời. Viết đời chẳng muốn đua bơi, chỉ lo viết đạo cho đời được siêu. Là Phật tử đổ chiều đổ sớm, đổ tại gia đổ chúng am dân. Đổ thành thị đổ thôn lân, đổ tâm hiền đức độ thân no lành. Là Phật tử tu hành sang suốt, dân sang ra nước được thành ra. Ai ai cũng được hiền hòa, người người no ấm, nhà nhà bình yên. Là Phật tử vừa chuyên tu luyện, vừa làm ra những chuyện người nhờ. Nhờ cho thân sống hiện giờ, nhờ cho hồn thác được về Tây Phương. Là Phật tử vô lượng cứu tế, tình yêu không hạn chế một nơi. Tình yêu khắp cả bầu trời, muốn cho ai cũng hết đời trầm luân. Là Phật tử muốn thân thiện khắp, muốn hòa bình được lập năm châu. Nắm tay người khắp địa cầu, nạn nghèo nạn đói nạn đau lo trừ. Là Phật tử thì tư tưởng rộng, vì toàn dân mà động tác ra. Lúc nào cũng rất vì tha lợi mình, mà hại người ta không làm. Là Phật tử đời kham đảo vẹn, màn vô minh đã viên trống không cảnh, không mê hoặc được lòng tự do theo tánh đại đồng từ bi. Là Phật tử hành vi cao thượng, cử động theo lý tưởng Phật gia. Giải mê khai ngộ người ta, tâm hồn tự giác giác tha bao trùm. Là Phật tử muốn sum họp mày, cảnh ly tan đổi lại cảnh hòa. Tây Phương thay cõi ta bà, trường sanh thay cái khổ già chết thân. Là Phật tử xa gần kêu gọi, làm hiền lành cho khỏi quả tai.
ráng tu cho thấy bổn lai để không còn bị kéo dài kiếp mê. Là Phật tử không hề thôi chi, có khó khăn đạo lý mới cao, khó khăn càng lắm chừng nào tu hành càng được dồi dào nhiệt tâm. Là Phật tử thật thâm mộ đạo, tu từ trong tim não tu ra. Như là Phật Tổ Thích Ca, cho nên khổ hạnh coi là như không. Là Phật tử chỉ mong giải thoát, ngoài ra không khao khát chi hơn. Nếu chưa giải thoát hồng trần thì là Phật tử chưa ngừng sự tu. Là Phật tử tâm thu kết lại, không để cho bừa bãi trong lòng. Hồi quang phản chiếu cho thông, để cho ông chủ nhân ông hết buồn. Là Phật tử trên đường về Phật, dìu người này ló dắt kẻ kia. Vui cùng hưởng khổ cùng chia, làm cho cảnh Phật người về được đông. Là Phật tử muốn không ai khổ, nên ra tay tế độ không ngừng. Khổ thân lo tế độ thân, khổ hồn lo tế độ chân linh hồn. Là Phật tử ngục môn chẳng ngò, mở khai đường tinh độ siêu sanh. Cho người trường cứu an lành, xác thân hết khổ hồn linh hết mờ. Là Phật tử thấy cơ tạo chông, lo cho đời người mong số căn. Nếu không sớm biết ăn năn tất, là nghiệp khổ nặng quằn kiếp sau. Là Phật tử nhìn vào ác thế, đau đớn lòng như thể kim châm. Thấy đời tai qua càng thâm, bê tâm thiện ít còn tâm ác nhiều. Là Phật tử đạo kêu gọi mạnh, kêu cho người được tỉnh thức ra. Con người thì mới có ta, vì mình hại kẻ ấy là bất công. Là Phật tử nặng lòng với thế, lo đỡ nặng bất kể ngày đêm. Nhân sanh đời sống chưa êm, là người Phật tử càng thêm giúp dùm. Là Phật tử sống đùm đậu tạm, sống tu hành sống cảm hóa dân. Không hề sống bám chặt trần, sống hồn thanh tịnh, sống thân nhẹ nhàng. Là Phật tử lấp bằng khổ hại, đem tử sanh đổi lấy niết bàn. Ngoài dòng chi phối thế gian, thần tâm thường được hoàn toàn tự do. Là Phật tử tìm cho gặp Phật, nghe Phật tại trần Phật đất Tây Phương. Tại trần có Phật không tượng, thì Tây Phương Phật xa đường khó mong. Là Phật tử tấm lòng biết quý, sự vật không giá trị bằng lòng. Có lòng thì mới thành công, không lòng thì chẳng làm xong việc nào. Là Phật tử thấp cao tại đức, không tại nơi tài sức nhỏ to. Nhìn người lấy đức ra đo, không dùng lấy sức
tài so với người là Phật tử chịu đời thử thách. Không trách người chẳng trách thiên công, mà thường căn dặn nơi lòng vàng thao muốn biết lửa hồng phải nung. Là Phật tử thứ dung cho kẻ, nhưng lòng không có thể dung mình. Trong tâm luôn có pháp định, khi mình phạm lỗi đem mình xử ngay. Là Phật tử dùng cây thước giới đo lấy mình biết tội hay không. Luôn luôn chủ định trong lòng, không cho ngoại cảnh cuộn ngóng tâm thần. Là Phật tử nguyện dưng lời Phật, lũ tam bành lục tặc dẹp xong. A-di-đà Phật nằm lòng quấy, không còn tưởng ác không còn làm. Là Phật tử tánh phàm lo sửa, sửa cách ăn thối ở thượng ngày. Sửa trong rồi sửa tới ngoài, sửa cho đến chẳng còn sai chỗ nào. Là Phật tử năng trao mau sang, giả nhanh thì gạo trắng cũng nhanh. Muốn cho đạo quả mau thành, sự tu cần phải lo hành cho mau. Là Phật tử không ngào ngang bước, lấy nhiệt tâm làm thước để đo. Muốn qua đạo nở thơm tho, phải nặng dung tươi phải chờ thời gian. Là Phật tử mưu toan việc lớn, nhưng lòng không để bận sự đời. Sự đời là bọt nước trôi, chỉ lo giải quyết cho rồi mới ưng. Là Phật tử biết thân tạm già, mình như thân cả người đời. Sống trong ba cái tất hơi, biết hơi khi dứt thì đời cũng tan. Là Phật tử cầu an thế giới, từ Bắc Nam cho tới Đông Tây. Không còn ai giết hại ai, mà người nào cũng ra tay giúp người. Là Phật tử khổ bươi tận gốc, khổ bao sâu cũng móc hết ra. Tu không cứu khổ riêng ta, mà tu cứu khổ ta bà thế gian. Là Phật tử theo đàn siêu rồi, nhất quyết không theo lối đọa đài. Đọa đài lo cởi mở ngay, đọa mình hoặc đọa đài ai trên đời. Là Phật tử mỗi người như một, không biệt phân dân tộc sắc màu. Trần lao độ khỏi trần lao danh, không cần biết nghĩa nào cần ghi. Là Phật tử thoát ly khuôn khổ, được hoàn toàn trình độ tự do. Chỗ bụng mà vẫn thơm tho, gần nơi tội lỗi khỏi lo phạm vào. Là Phật tử khác nào tòng ba, suốt bốn mùa màu lá vẫn xanh. Nắng mưa ấm lạnh mặt tình, màu xanh vẫn được trọn vinh màu xanh. Là Phật tử tâm lành chẳng đổi, nghèo cũng lành, phú quý cũng lành. Tâm lành trọn lúc bình sanh, bỏ thân thì chịu, bỏ lành thì không.
Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.